Xin chào mọi người, mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng máy hút ẩm Takai Pro 14 lít một ngày nhé. Thì trước tiên mình sẽ giới thiệu về các cái nút trên cái bảng điều khiển này. Đầu tiên là nút Power, Power là nguồn điện này. Và trên nút nó có hiển thị đèn báo là đang là nguồn điện này. Và khi mà đèn báo ở cái phần này nghĩa là nước đầy. Tiếp theo là nút Mode. Mode thì là chọn chế độ làm việc, có 3 chế độ là auto, chế độ sấy quần áo và chế độ mặt trăng. Tiếp đến là hue set, nghĩa là cài đặt độ ẩm. Đây là màn hình hiển thị, còn đây là timer là cài đặt thời gian tắt và bật máy. Speed là tốc độ gió, có 2 tốc độ gió là thấp và cao. Còn đây là khóa trẻ em và ion là không khí, ở tương ứng với mỗi chế độ khi mà mình bấm mình sử dụng thì đèn sẽ sáng ở chế độ đó. Và bây giờ mình sẽ vận hành thử cho các bạn xem. Đầu tiên là chúng ta sẽ mở máy đó, và độ ẩm bây giờ đang là 60%, và đèn báo hiệu sẽ có 3 mức độ ẩm, có 3 màu tương ứng với 3 màu: màu xanh, màu vàng và màu đỏ. Và bây giờ hiện tại là máy đang chạy ở chế độ auto. Chế độ auto mình có thể chọn được tốc độ gió này, set được độ ẩm như mong muốn. Chúng ta sẽ bật nút đây là đang là không khí, là tạo các cái anion âm có lợi cho sức khỏe. Nếu như chúng ta muốn set độ ẩm thì chúng ta có thể set xuống là 50. Chúng ta có thể cài được độ ẩm từ 30-80% độ ẩm. Đấy. Ví dụ như chúng ta set 40 thì máy sẽ chạy đến 40% độ ẩm, máy sẽ dừng. Và bây giờ chúng ta hẹn giờ, chúng ta có thể hẹn được tối đa 12 tiếng đó. Và bây giờ chúng ta sẽ chạy thử sang chế độ CNT. Ở chế độ CNT là sấy quần áo, có hình quần áo. Thì tại chế độ sấy quần áo này chúng ta sẽ không cài đặt được độ ẩm như mong muốn, và cũng không cài đặt được cái tốc độ gió. Nó sẽ mặc định là tốc độ gió là cao và sẽ chạy đến khi nào mà chạy liên tục. Tiếp đến là chế độ sleep. Ở chế độ sleep thì một lát nữa cái chế tốc độ gió sẽ mặc định chuyển về tốc độ gió thấp. Đấy, hiện tại đã chuyển về tốc độ gió thấp rồi. Đấy. Và máy sẽ chạy rất là vận hành, rất là êm ái, hút ẩm từ từ, thích hợp để sử dụng vào ban đêm. Và một lúc thì cái màn hình này nó cũng sẽ tắt, nó cũng sẽ tắt để mà không gây sáng, không ảnh hưởng đến giấc ngủ. Đấy. Và nếu mà chúng ta bật, ngoài ra thì có một cái hay nữa của máy hút ẩm Takai Pro 14 lít, đó là chúng ta có thể khóa trẻ em. Chúng ta giữ cái nút lắc này trong 3 giây. Đấy, sau khi mà chúng ta khóa, chúng ta không thể làm được cái gì. Đấy. Nếu mà muốn mở khóa thì chúng ta lại giữ nút lock, ion lock này trong vòng 3 giây. Đấy. Và đèn không sáng ở hình cái khóa nữa. Chúng ta có hai cách để xả thải. Cách thứ nhất là sẽ xả ở dưới bình đây. Xả ở phần bình chứa này và có mức quan sát. Ngoài ra thì chúng ta có thể nối bằng ống. Đây là ống xả đi kèm với máy. Chúng ta có thể nối với ống. Rất là đơn giản. Đấy. Nếu mà chúng ta sử dụng bằng bình chứa thì khoảng khi nào mà đầy bình chứa thì máy sẽ tự động dừng. Còn khi mà chúng ta nối với cả ống xả này ra ngoài thì máy sẽ chạy liên tục và không dừng. Đấy. Về cách sử dụng thì rất là đơn giản. Takai Pro là thương hiệu của Nhật Bản. Máy rất là đẹp, hình thức máy rất là đẹp.
Mọi người cần mua hàng thì hãy liên hệ chính hãng Takai Pro giúp mình nhé.